Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Các tiêu chí đó là Bách Nhân Trảm Độc Hạt. Bọn họ nhất định là tới báo thù cho ngốc ưng. Nhiều người như vậy, lấy binh lực trước mắt căn bản là không thể nào ngăn nổi. Mau kêu gọi các bá tính trốn đi. Gọi quan lớn nhất của các người ra đây. Đừng hoảng hốt, để ta đi gặp hắn. Rõ. Tại hạ Lý Vũ Quả, là phí thành chấp chính quan. Không biết các vị tới là có chuyện gì? Ngươi chính là Lý Vũ Quả. Ta nhận được tin tức, huynh đệ ngốc của ta chính là chết trong tay của ngươi. Ngươi nói ta là tới làm gì? Nguyên lai là Bách Nhân Trảm anh hùng. Anh hùng? Các ngươi nghe thấy hay không? Hắn gọi chúng ta là anh hùng kìa. Cho rằng định bợ mấy câu thì chúng ta sẽ tha cho người. Làm mơ đi. Người xưa có câu anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi số tuổi. Quý thành ta luôn luôn kính trọng các đại ca Bách Nhân Trảm. Ai ai cũng có võ nghệ cao cường là anh hùng hào hán. Ngốc ương huynh đệ ở tại nơi này đã hơn một năm. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ đưa lên tiền tài cùng với lương thực. Mọi người vui vẻ ở chung. Thường xuyên còn sẽ làm liên hoan. Thân như là người nhà, nói vậy ngài hẳn là có lẽ nghe nói đi. Vậy huynh đệ của ta làm sao lại chết? Tất cả đều là do Mạc Cao Lôi, Chu Bỉ Liệt gây ra. Hắn vì giúp cho đại hoàng tử kiến tạo hành cung mà bốn phía phí thành khai thác mỏ đá. Ngốc ương huynh đệ là người giảng đạo nghĩa, thu tiền tài của người giúp người tiêu tài. Đi cùng hắn sống mãi với nhau. Không nghĩ tới, tên kia lại phái ra sừng tê giác thú, thú lực vô cùng lớn. Ngốc ương huynh đệ lúc này mới bất hạnh chết thảm. Không tin thì ngươi có thể hỏi bọn họ. Không sai, sự tình đúng như là Lý đại nhân nói. Không muốn chết thì nên biết phải nói thế nào rồi đi. Lý đại nhân không chỉ báo thù cho đại ca, mà còn thu lưu chúng ta, là ân nhân với chúng ta. Vì cái gì các ngươi nói ngốc ưng là hắn giết? Cái đó chúng ta cũng là nghe người khác nói. Này đều có thể nhầm, các người làm ăn kiểu gì đó. Hóa ra là hiểu lầm. Nếu như Lý đại nhân là ngốc ưng bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta. Nghe nói phí thành có một tòa tháp nước do Nguyệt Thần ban cho. Ta cùng với các huynh đệ đường xa đến đây đều có chút khát nước, không biết có thể uống một ngụm. Mồm thì nói tới báo thù cho huynh đệ, hóa ra là vì thác nước mà tới. Đương nhiên là đường, xin mời đi theo ta. Thật là ngọt lành. Uống ngon quá. Không biết tòa tháp nước này một ngày có thể sản sinh ra bao nhiêu nước ngọt. Cái này ta cũng chưa tính toán cụ thể. Tóm lại đủ cho người toàn thành uống. Nhiều như vậy. Ngốc ưng là huynh đệ của ta. Nếu hắn vì phí thành mà chết, vậy ta liền kế thừa hắn, tiếp tục bảo hộ các người. Tháp nước này là bảo bối. Ta thấy binh lính các người đều gây tới mức da bọc xương. Nếu có người tới cướp, nhất định là không giữ được, không bằng liền giao cho chúng ta tới đây bảo hộ đi. Người tới đem thác nước dọn đi. Muốn động vào thác nước, trước bước qua xác ta, ai dám? Xem ra người nào xem rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tháp nước là Nguyệt Thần ban cho phí thành, ngươi muốn dọn nó đi. Ta không có ý kiến, chỉ là Nguyệt Thần đại nhân chưa chắc đã đồng ý đâu.
Bớt giả thần giả quỷ đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ đó sao? Không tin thì ngươi có thể thử xem. Dọn đi cho ta. Nước ngừng rồi. Lại có. Tiếp tục cậy cho ta. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Nguyệt Thần hiển linh? Ta cũng không tin. Tránh ra để ta tới. Tháp nước dùng tay cầm điều khiển từ xa, cực kỳ thuận tiện, còn có công năng phòng trộm. Ta không có lừa người, xem ra Nguyệt Thần đại nhân cũng không muốn tháp nước bị di chuyển. Ngươi đừng cố mà đắc ý. Ta không được thì ai cũng không được. Phá hủy nó cho ta. Có bản thân ở đây, đám phàm nhân các người ai dám lỗ mãng? Là Nguyệt Thần hiển linh. Tháp nước này là bản thân ban cho Phí Thành chấp chính quan Lý Vũ Quả. Hắn ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, thân cao tám thước, trí tuệ hơn người. Trừ hắn ra không cho phép kẻ nào được động vào tháp nước, nếu không sẽ bị thiên phạt. Chủ nhân thật là vì sao lại thêm mấy câu tự khen bản thân vào làm gì? Máy chiếu phiên bản nâng cấp. Là tiểu nhân nhất thời bị tham niệm quấy phá, mạo phạm thần linh. Nguyệt Thần tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Nguyệt Thần đại nhân, vị huynh đệ này là bằng hữu của ta. Mới vừa rồi chúng ta chỉ là đùa một chút, hắn tuyệt đối không có gan dám mạo phạm ngài, xin ngài hãy tha cho hắn. Lần này lẻ mặt Lý đại nhân, tuyệt đối không được có lần sau. Tạ ơn Lý đại nhân đã cứu mạng. Nguyệt Thần đại nhân ban cho thần tích vốn chính là ân trạch chúng sinh. Huynh đệ nếu thiếu nước thì cứ việc nói một tiếng với ta là được. Huống chi huynh đệ là người thông minh, hẳn là minh bạch. Mổ gà lấy trứng không bằng cùng nhau làm giàu. Làm giàu? Như thế nào làm giàu? Xung quanh đây khắp nơi đều là sa mạc, nước chính là thứ quý giá nhất, cho nên ta tính toán đem nước ngọt bán cho các thành trấn xung quanh. Ta đang no thiếu người, nếu huynh đệ có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Về sau ta liền cung ứng miễn phí nước ngọt cho các người. Huynh đệ à, về sau ngươi chính là huynh đệ ruột thịt của ta. Đám người Bách Nhân Trảm đều đơn thuần như vậy. Người tới chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa chè chén vừa bàn chuyện hợp tác. Rượu ngon. Ta đời này chưa từng uống qua loại rượu ngon như vậy. Hôm nay nhất định là phải không say không về. Chỉ là rượu nhị hoa đầu mà đã khen ngon tới vậy. Đám cường đạo này đúng là chưa trải sự đời. Độc hạt huynh đệ, ta muốn hỏi thăm một việc. Không biết là trong Bách Nhân Trạm gần đây có người nào từng đi tới Hoàng Đô? Hoàng Đô sao? Hình như là có người đi qua. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới nữ nhân đó ta liền tức giận. Nữ nhân? Huynh đệ có thể nói tỉ mỉ được không? Là không phải là người Bách Nhân Trảm chúng ta, là gần nhất mới gia nhập. Vốn dĩ chúng ta mỗi ngày không cướp đoạt thì cũng uống rượu chơi nữ nhân, mỗi ngày trôi qua thật là thoải mái. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, lão đại giống như là bị chúng ta đối với nàng nói gì là nghe lấy, làm ra không ít chuyện lung tung rối loạn. Đợt trước nàng đột nhiên biến mất, nghe nói là đi Hoàng Đô. Sau khi trở về, lão đại bắt chúng ta phải bảo trì điệu thấp, trong khoảng thời gian này không được đánh cướp. Thật là vướng bận. Nữ nhân kia bộ dáng như nào, làm sao để tìm được nàng? Không biết, chỉ có lão đại mới biết nàng ở đâu.
Nàng mỗi ngày đều khoác lên một kiện áo đen, không ai thấy được mặt nàng. Người như vậy ta đoán nhất định là rất xấu. Xem ra hắc ma pháp sư mà Nhạc Bang nhắc tới chính là nàng. Bất quá muốn tìm được còn phải thông qua gia hỏa này tiếp cận Bách Nhân Trảm lão đại. Vô luận như thế nào coi như là tiến gần tới mục tiêu thêm một bước. Miên miên đâu? Đã nói đêm nay chờ ta, làm sao lại không thấy người? Nối hổ não ca, Miên Miên cô nương cũng không phải là của một mình người. Mấy ngày hôm trước tất cả đều nhường cho người, hôm nay cũng nên đến phiên của chúng ta. Vài vị đại gia đừng có gấp, Miên Miên cô nương đang trang điểm, ta giờ liền gọi làng gia tới. Nhà đầu thối chạy đi đâu rồi, dám làm chậm trễ sinh ý, xem ta có đánh gãy chân của ngươi hay không. Tính ngươi thức thời còn không mau tiến vào, khách nhân đều chờ sốt ruột cả rồi. Giết người! Là người, ngươi muốn làm gì? Tới đem các người băm thây vạn đoạn. Miên miên không sao, ta mang muội về nhà. Miên miên, người khinh nhục muội đều đã bị ta giết chết, thực xin lỗi, đều là do ta hại muội. Ca, ta đáp ứng người phải nỗ lực tu luyện trở lên nổi bật để làm vẻ vang lý ra, nhưng hiện giờ người ta yêu đã chết, ta không còn người muốn bảo vệ nữa. Ta chung quy vẫn là làm ngươi thất vọng. Miên miên, muội ở dưới hoàng tuyền đi chậm một chút, ta lập tức xuống dưới với muội đây. Đây là chỗ nào? Có ai không? Mau thả ta ra ngoài. Ngươi đã bị ta cầm tù, nếu muốn rời đi thì ngươi phải trở thành người của ta, từ nay về sau cống hiến cho ta. Đùa gì vậy, ta liền chết còn không sợ. Sẽ sợ ngươi uy hiếp hay sao? Muốn ta cống hiến cho ngươi không có cửa đâu. Được, để xem ngươi có ngang ngạnh như ngươi nói hay không. Đó là thứ quỷ gì? Đại nhân, người này nhìn không ra là có bản lĩnh gì. Có cần thiết phải vận dụng hung thú như là Hạn Hải Kim Sư hay sao? Ta sẽ không nhìn lầm. Cặp mắt kia nhìn như tuyệt vọng, nhưng ẩn dưới đó là tràn ngập thù hận. Hận thiên, hận địa, hận cả thế giới. Người như vậy rất thích hợp làm sát thủ. Nhưng hắn một lòng muốn chết, chỉ sợ sẽ không thỏa hiệp đi. Hắn không sợ chết bởi vì tự sát là việc dễ dàng, nhưng sợ hãi lại là bản năng của con người, một khi đối diện với tử vong liền sẽ kích phát dục vọng cầu sinh. Cùng với sự tàn nhẫn, hắc ám nhất trong lòng. Thế nào, hiện tại còn muốn chết hay không? Rất tốt. Về sau cây đao này chính là vũ khí của ngươi, đi theo ta, ta sẽ làm ngươi có được mọi thứ ngươi muốn. Chắc
trải qua kiểm toán, nhóm nước ngọt đầu tiên tổng cộng là kiếm lời được 35.800 lượng, so với tiền thuế 15 vừa rồi còn nhiều hơn. Tiền thu vào vẫn thuận lợi chứ? Độc Hạt gửi thư tới nói, đại đa số vẫn là thuận lợi, nhưng cũng có một ít thương gia tìm cớ kéo dài, đều đã bị hắn giải quyết. Để hắn đi làm việc này quả nhiên là thích hợp. Dựa theo ngài phân phó, chút tiền này đều đổi thành cây giống. Ta cũng tự chủ trương đem việc sửa lại việc cứu tế, trừ bỏ những người già và trẻ nhỏ có thể được lương thực miễn phí, những người khác vẫn căn cứ vào số lượng trồng trọt được tới đổi. Làm tốt lắm, người quan trọng nhất chính là tay làm hàm nhai. Cứu tế có thể giải quyết được khó khăn nhất thời, nhưng cứ thế mãi sẽ khiến cho người ta sinh ra lười biếng. Phía trước chính là một điểm đổi lương thực, nếu không chúng ta qua đó xem thử. Được. Bạch Mao Quái. Đánh chết cái đồ Bạch Mao Quái.